Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Phát và đây là kênh chia sẻ về chuyện đi làm của mình nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về môi trường làm việc thực tế cũng như các bạn có thể biết thêm một số kỹ năng kinh nghiệm phục vụ tốt cho công việc của mình hơn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm lại những email chưa đọc trong Outlook. Bắt đầu thôi. Như các bạn đã biết, những email nào mà chưa đọc trong Outlook thì Outlook sẽ giúp chúng ta tự động bôi đậm hoặc là bôi đen những email chưa đọc. Như trên màn hình bạn thấy là mình có hai email chưa đọc đây và bạn có thể dễ dàng nhận ra những email nào chưa đọc tương tự như mình. Và nhưng mà ở đây của mình á, nó chỉ có khoảng có chưa đến 10 mail, cho nên bạn sẽ dễ dàng nhận ra những cái email nào mà mình chưa đọc. Giả sử như email của bạn có tới 100 hoặc là 1.000 hoặc là 2.000 cái email thì bạn không thể nào mà bạn cứ nhìn vô cái ngay cái cột này, sau đó bạn cứ kéo lên kéo xuống những email nào mà mình chưa đọc bằng cách là nhìn qua những email nào được Outlook bôi đậm bôi đen lên rồi đích chọn từng cái email đó. Như vậy sẽ rất là mất thời gian đối với các bạn. Mà thay vì mình làm như vậy thì Outlook sẽ công cấp cho mình một cái tính năng, đó là tìm lại những email chưa đọc chỉ bằng vài một cái click chuột. Thì để thực hiện được cái tính năng đó thì bạn nhìn vào cột bên trái của Outlook, đây cột bên đây đi. Đây là cột bên trái của Outlook. Sau đó bạn nhìn phía xuống dưới, ngay cái chỗ địa chỉ email của mình nè, bạn nhìn phía xuống dưới ha, nó còn có hộp thư đến, hộp thư nháp, hộp thư gửi đi. Thì cái mục cuối cùng của mình nó sẽ có một cái mục là search folders. Bạn click chọn chuột trái vào cái mục này, nó sẽ xuất hiện ra là new subfolder. Bạn click chọn vào, nó sẽ xuất hiện ra một hộp thoại, và ở ngay dòng đầu tiên của cái hộp thoại là unread mail thì bạn sẽ click chọn vào cái mục này, sau đó bạn nhấp chọn là ok. Thì lúc đó Outlook sẽ xuất hiện ra một cái gọi là folder phụ trong cái subfolder này, và trong cái folder này nó sẽ tổng hợp giúp mình tất cả những email nào chưa có đọc, và việc của bạn là bạn chỉ có thể lựa chọn từng cái email nào mà mình chưa có đọc và mình tham khảo mà thôi. Trong trường hợp, một câu hỏi đặt ra là trong trường hợp bạn xóa cái folder này thì những cái email này có mất hay không? Là không nha các bạn, nó không có mất, nó sẽ nằm ở lại trong cái một hộp thư đến mà thôi. Ở đây mình làm giả sử nè, mình sẽ cho các bạn thấy nè. Mình giả sử mình delete và delete cái folder này. Đó, đây là mất. Thì trong cái inbox nó vẫn còn nha bạn. Đây, nó vẫn còn hai email này, nó không hề mất nha. Vì vậy đây là một tính năng rất là tiện cho những bạn nào mà thường mà quên check email á, thường hoặc là bỏ sót vào email á, thì bạn chỉ cần làm cái chức năng tương tự là bạn vô search folder, bạn chọn cái này, sau đó bạn bấm ok là nó sẽ ra được cái mục này, và lúc đó là mình sẽ dễ dàng tìm lại được những cái email nào mà mình chưa có đọc chỉ trong vòng chưa đến 5 phút. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách tìm lại những email chưa đọc trong Outlook. Hy vọng với video clip này có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý gì thì có thể để lại comment dưới video này, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn. Còn nếu như mà bạn muốn tham khảo thêm những cái video khác về kỹ năng làm việc hoặc là hữu thuật Outlook thì bạn có thể lướt vào màn hình bên đây. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp các bạn ở các video clip sau. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Bye.